đông rét hại trong những ngày đầu năm là nguyên nhân gây ra tình trạng đột quỵ não ở nhiều người cao tuổi. Ghi nhận tại khoa hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên, khoa hiện đang điều trị cho hơn 20 bệnh nhân, chủ yếu là bệnh nhân cao tuổi bị đột quỵ não. Theo các bác sĩ của khoa, đột quỵ não người cao tuổi thường xảy ra ở những người bị suy nhược cơ thể, tăng huyết áp, xơ vữa động mạch hay mắc các bệnh tim mạch và những người thường sử dụng rượu bia. Vào những ngày đầu năm mới, trời lạnh, nhiều người thường quan niệm uống chút rượu cho ấm bụng, nhưng đây là quan điểm hoàn toàn sai lầm và phản khoa học, bởi khi uống rượu, các mạch máu giãn ra, gặp trời lạnh, mạch máu đột ngột co lại gây tăng huyết áp, dẫn đến tai biến đột quỵ và nguy cơ tử vong rất cao.